Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày 5 tháng 2 của Ghiền Bóng Đá TV. Hãy cùng Ghiền Bóng Đá TV điểm qua những tin tức bóng đá đáng chú ý trong buổi sáng hôm nay và những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý khác. Đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski của câu lạc bộ Bayern Munich trong cuộc phỏng vấn trên tờ Prinska Nosna mới đây lần đầu tiên xác nhận: "Không hiểu vì sao Messi không bầu cho tôi ở giải The Best FIFA." Phát biểu này của Lewandowski cũng ám chỉ Messi đã nói mà không giữ lời khi cho rằng anh ấy đã nói trong lễ trao giải của bóng vàng rằng tôi rất xứng đáng đoạt giải, nhưng sau đó ở giải The Best FIFA, anh ta đã không bầu cho tôi. Điều này thật khó hiểu vì nó khác những gì Messi từng nói. Còn tôi, rõ ràng luôn đánh giá cao Messi và đã bầu cho anh ta tại giải The Best FIFA cũng như trước đó nữa. Tuy nhiên, tôi chấp nhận sự thay đổi này, không hề hối tiếc và không phàn nàn. Messi đã đưa ra quan điểm của mình chỉ vậy thôi. Sau khoảng thời gian nghỉ 2 tuần, Manchester United trở lại bằng trận đấu tiếp đón Middlesbrough ở vòng 4 FA Cup. Huấn luyện viên Ralf Rangnick tung ra sân đội hình mạnh mẽ với nhiều cầu thủ chủ chốt. Riêng Paul Pogba có lần đá chính đầu tiên ở dưới thời huấn luyện viên mới. Ở phút thứ 19 trong trận đấu giữa MU và Middlesbrough ở vòng 4 của cúp FA, Anthony Dixon phạm lỗi với Paul Pogba trong vòng cấm của đội bóng áo đen. Trọng tài Anthony Taylor cho quỷ đỏ hưởng quả penalty và như thường lệ, Ronaldo nhận trách nhiệm thực hiện cú đá 11m. Tuy nhiên CR7 đã bỏ lỡ một cách khó tin khi thực hiện cú sút không trúng đích. Phút thứ 25, từ pha phất bóng dài của Bruno Fernandes, Jadon Sancho băng xuống thuận lợi và dứt điểm trúng chân hậu vệ đội khách đưa bóng đi vào lưới. Trong hiệp 1, bóng chủ yếu thuộc quyền kiểm soát của Manchester United, nhưng họ thiếu độ sắc bén để có bàn thắng thứ hai. Sau giờ nghỉ, Manchester United tiếp tục gia tăng sức ép. Lần lượt Ronaldo rồi Marcus Rashford tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, cơ hội lần lượt bị trôi qua đáng tiếc. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, quỷ đỏ lập tức nhận đòn hồi mã thương. Phút 64, Duncan Watmore để bóng chạm tay rõ ràng sau một nỗ lực đón đường truyền từ đồng đội. Thế nhưng trọng tài không cắt còi. Sau đó cầu thủ này tâng bóng qua đầu Dean Henderson và đồng đội Mats Kroos kịp lao tới đệm bóng vào lưới chống gỡ hòa. Nhiều cầu thủ Manchester United vây quanh trọng tài để khiếu nại, nhưng quyết định đã được đưa ra, bàn thắng được công nhận cho Middlesbrough. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của 90 phút thi đấu chính thức. Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Không thể kết liễu đối thủ, Manchester United đánh chấp nhận phó mặc cho loạt sút luân lưu 11m. Cả hai đội đều thực hiện 7 lượt sút đầu tiên thành công. Ở lượt sút quyết định, Anthony Elanga đưa bóng vọt xa, Manchester United chính thức bị loại. Middlesbrough với trận đấu kiên cường đã giành được tấm vé đi tiếp vào vòng đấu tiếp theo của FA Cup. Trong bài viết sau trận thua Việt Nam 1-3, nhà báo ở quốc gia tỷ dân đưa ra giải pháp. Lối thoát là thuê một lượng lớn huấn luyện viên người Hàn Quốc và nhập tịch cho một số lượng lớn các cầu thủ Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời thay máu hoàn toàn cho bóng đá Trung Quốc bằng cách bỏ dần dần thành phần đội tuyển bóng đá Nam Trung Quốc hiện tại cho đến khi bị loại bỏ hoàn toàn. Trong vòng 10 năm tới, đội tuyển quốc gia sẽ không sử dụng bất kỳ huấn luyện viên bản địa, không phải vì trình độ mà tránh những rắc rối từ tình cảm, lợi ích và những vướng mắc đằng sau. Theo nguồn tin từ Daily Mail, Chelsea đã thất bại trong việc đề nghị gia hạn hợp đồng với Antonio Rudiger. The Blues cho thấy sự kiên trì trong việc thuyết phục trung vệ người Đức gắn bó với sân Stamford Bridge. Mặc dù vậy, lời đề nghị mới nhất của Chelsea vẫn chưa đủ sức hấp dẫn trong mắt Rudiger. Dembele từng là học trò cũ của huấn luyện viên Thomas Tuchel tại Borussia Dortmund và phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nhà cầm quân người Đức đã làm rõ về các lời đồn. Football London dẫn lời Tuchel: "Tôi hài lòng bởi vì đó là một trong những kỳ chuyển nhượng bình tĩnh và bình tĩnh là điều tốt nhất. Chelsea đã để ngỏ các khả năng, nhưng tôi không có liên hệ nào với Dembele. Chúng tôi không liên lạc trong mùa đông." Chia sẻ của họp báo mới đây, Klopp khẳng định việc chiêu mộ Diaz chính là kế hoạch giúp Liverpool vững bước hơn trong cuộc cạnh tranh danh hiệu. "Chúng tôi không ngừng chuẩn bị cho ngày hôm nay và cho cả ngày mai. Chúng tôi cần thêm những sự lựa chọn. Tất cả sự phát triển của câu lạc bộ cũng bao gồm những nhân tố mới và đó là những gì mà chúng tôi đã làm với Diogo Jota khi anh ấy đến đây. Và bây giờ, khi chúng tôi ký hợp đồng với Luis, câu chuyện cũng tương tự như vậy." Theo nhiều nguồn tin, lời đề nghị mới nhất của Bayern chính là 10 triệu euro một mùa. Dù vậy, Schulz đã từ chối lời đề nghị và nói với câu lạc bộ rằng anh ấy sẽ không ra hợp đồng mới. Điều này dẫn đến viễn cảnh trung vệ người Đức chuẩn bị rời sân Allianz Arena theo dạng chuyển nhượng tự do. Đáng chú ý, hợp đồng của Camara sẽ hết hạn vào mùa hè, nên Marseille có khả năng sẽ giảm giá bán đáng kể vào tháng riêng. Tuy nhiên, Manchester United bất ngờ từ bỏ Camara và rút khỏi hai thương vụ khác ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Kể từ khi mùa giải mới khởi tranh, thủ môn trẻ vẫn chưa có bất kỳ lần ra sân nào cho Rossoneri. Blizzari cũng không may gặp vấn đề với một chấn thương. Chuyển sang Lecce có lẽ là quyết định cần thiết của người gác đền sinh năm 2000.
Quang Hải và Hoàng Đức đang ở trong giai đoạn chín mùi của sự nghiệp. Họ được va chạm nhiều với các đối thủ ở đẳng cấp châu lục. Đây là tiền đề để cả hai có thể vươn ra biển lớn, học hỏi kinh nghiệm và trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia. So với các cầu thủ đi trước như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh, Hải Con và Hoàng Đức đã trưởng thành hơn và đủ sức để thể hiện năng lực tại môi trường quốc tế. Khát khao ra nước ngoài thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam là chính đáng. Thế nhưng, để thực hiện được điều đó, cần có sự hỗ trợ từ những cơ quan có liên quan, các cầu thủ chủ quản. Họ phải tạo điều kiện để Quang Hải và Hoàng Đức thực hiện mong muốn của mình, góp phần đưa bóng đá nước nhà ngày càng phát triển. Bản tin bóng đá trưa ngày 5 tháng 2 đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.